Thượng cổ, quay lại đi, ta xin nàng. Thượng cổ, đừng mà. Bạch Quyết, huynh mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy từng người các huynh vì số mệnh vốn có của ta mà bỏ mạng một cách vô cớ. Ta biết, ta rõ hơn ai hết. Thượng cổ có thể gánh vác được cả chúng sinh, gánh vác được trách nhiệm của thần chủ. Đời này ta chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ có một chuyện duy nhất khiến ta hối hận đến giờ, đó là chuyện ta ép muội trở thành thần chủ, là ta đẩy muội vào con đường vạn kiếp không được hồi sinh. Thật ra ta muốn hỏi huynh, hôm qua ở núi Liêu Vọng, huynh tặng ta một đồi hoa lê và cả bầu trời đầy sao, là thật lòng sao? Đều là thật lòng. Huynh còn từng nói muốn cùng ta nghe khúc, đọc sách, cưỡi ngựa ngao du, ngày ngày bên nhau cho đến hết kiếp này. Có lời nào là lừa ta không? Đều là thật lòng. Mau quay về đi. Nếu ta được sinh ra sớm hơn thì tốt, 7 vạn năm trước được gặp huynh, cùng huynh trưởng thành, như vậy chúng ta sẽ có 7 vạn năm ngày ngày ở cạnh nhau. Ta chỉ đáng tiếc kiếp thần dài đằng đẵng chưa từng quý trọng. Đừng mà, chúng sinh quá quan trọng, ta không có lựa chọn nào khác. Thượng cổ, thượng cổ. Bạch Quyết, tam giới này ta phải giao phó cho huynh được. Ta không muốn, ta không muốn. Thượng cổ, thượng cổ, ta không muốn. Thượng cổ, quay lại đi, ta xin nàng. Thượng cổ, thượng cổ, thượng cổ. Nguyện kiếp sau không phải là thần, để được ở bên chàng,